Trong cuộc duyệt binh kỷ niệm Ngày Quân đội Cộng hòa Hồi giáo, Iran vừa ra mắt một mẫu xe bọc thép mới có tên gọi Heda 7, là phiên bản hiện đại hóa của xe bọc thép BTR-60BB do Liên Xô sản xuất, với những cải tiến đáng kể về tháp pháo và khả năng bảo vệ của phương tiện. Tháp pháo ban đầu của BTR-60BB đã được thay thế bằng trạm vũ khí điều khiển từ xa lắp tích hợp pháo tự động 23mm. Xe cũng được trang bị giáp phản ứng nổ ERA, trang bị bảo vệ không thể thiếu trên các xe tăng chiến. Pháo tự động 23mm của Heda 7 có thiết kế tương tự pháo phòng không Ju-22, cho phép xe có thể bắn hạ máy bay tầm thấp trong phạm vi 2,5 km và tiêu diệt xe bọc thép ở khoảng cách 2 km. Việc nâng cấp này phản ánh những nỗ lực không ngừng của Iran nhằm tăng cường khả năng quân sự trong bối cảnh phải chịu các lệnh trừng phạt kinh tế lâu dài. Monitör kontrolü dahil has. Site kontrolü.